món đồ chơi nổi tiếng Play-Doh ban đầu được phát minh nhằm làm sạch dán tường. Bề mặt dinh dính của nó sẽ lấy đi hết bồ hóng bám trên tường trong những ngôi nhà có lò sưởi. Ban đầu, Play-Doh chỉ có màu trắng nhưng sau này nó được nhuộm thêm rất nhiều màu sắc rực rỡ. Chất tẩy trong sản phẩm này được loại bỏ và thay thế bằng phẩm màu. Slinky cũng là một món đồ chơi nữa được tình cờ phát minh. Vào năm 1943, kỹ sư cơ khí Richard James đã nghiên cứu để tạo ra những chiếc lò xo độc đáo có thể giữ cho thiết bị trên tàu được ổn định ngay cả khi biển động. Trong lúc làm việc, ông vô tình làm một số mẫu lò xo trên kệ rơi xuống và nhận ra những chiếc lò xo không chỉ rơi mà còn có thể di chuyển nữa. Frisbee ban đầu chỉ là một cái đĩa để đựng bánh. Câu chuyện của nó bắt đầu tại Connecticut, nơi William Frisbee thành lập công ty Frisbee Pie vào những năm 1870. Các sinh viên trường Yale đã ném những cái đĩa hết bánh cho nhau và hét lên Frisbee. Sau đó hoạt động này đã trở thành một trò chơi thứ thiệt. Kẹo cao su vốn đáng lẽ sẽ được dùng thay thế cho cao su. Tuy nhiên, thí nghiệm cao su thất bại và mang đến cho chúng ta phiên bản kẹo cao su ngày nay. Phiên bản cổ xưa của món kẹo này đã có mặt từ thời kỳ đồ đá mới, với thành phần chính là hắc ín vỏ phong. Thuốc nhuộm màu, cẩm quỳ vốn được dùng trong ngành y tế. Khi đang cố tạo ra quinine, một nhà hóa học đã phát hiện được những chất kết tủa không ai ngờ đến trong phòng thí nghiệm của mình. Sau này, chất kết tủa đó đã trở thành loại thuốc nhuộm tổng hợp đầu tiên. Màng xốp hơi được thiết kế để trở thành một dòng giấy dán tường hiện đại. Người tạo ra sản phẩm này muốn sản xuất lại giấy dán kiểu 3D, tuy nhiên ý tưởng ấy đã không thành. Một vài nhà phát minh nói rằng nó sẽ rất hữu ích trong việc bảo quản các vật dụng dễ vỡ, vì vậy nó đã trở thành một loại màng bọc bảo vệ. Sự may mắn tình cờ cũng mang đến cho chúng ta một thứ cực kỳ cần thiết trong cuộc sống hiện đại đấy. Không phải YouTube đâu, tôi đang nói đến lò vi sóng. Nó được phát minh vì Percy Spencer, một kỹ sư, muốn thử nghiệm thiết bị radar. Khi đang thử nghiệm, anh nhận ra rằng nó đã làm chảy thanh sô-cô-la nằm trong túi quần của anh. Sau đó anh ấy đã thử nghiệm với bắp và kết quả cũng rất tuyệt vời. Hãy luôn rửa tay nhé, nếu không bàn tay bẩn sẽ dẫn đến các tình huống khó lường đấy. Tuy nhiên, có đúng một trường hợp trong toàn bộ chiều dài lịch sử khi bàn tay bẩn đã mang đến một thứ ngọt ngào, ví dụ như chất tạo ngọt nhân tạo chẳng hạn. Khi ấy, John Hopkins, một nhà nghiên cứu, đang cố gắng tìm ra những cách mới để dùng chất dẫn xuất. Ông vừa hoàn thành một thử nghiệm và đang ăn bữa trưa thì bỗng nếm được thứ gì đó cực kỳ ngọt ngào trên ngón tay của mình. Đó là benzoic sulfamide, hay còn gọi là saccharin, và hóa ra nó ngọt hơn đường thông thường gấp 300 lần. Gối ngủ ở Lưỡng Hà có vẻ ngoài hơi lạ lẫm, đây chính là nơi chúng được phát minh ra. Thứ nhất, chúng được làm bằng đá. Thứ hai, gối không phải để tạo cảm giác thoải mái. Điều này cũng dễ hiểu vì ngủ trên đá làm sao mà thoải mái được. Mục đích ban đầu của chúng là để ngăn chặn những con bọ đáng ghét vì chúng liên tục tìm cách chui vào tai người nếu họ ngủ mà không dùng gối. Sợ thật! Rào bắt nguồn từ rìu, còn nĩa thì xuất hiện muộn hơn một chút. Có đến một vài giả thuyết để lý giải nguồn gốc của nó. Có lẽ nó đến từ Hy Lạp cổ đại hoặc đế quốc Đông La Mã. Trước thế kỷ thứ 10, nĩa đã phổ biến tại Trung Đông, nhưng nó chỉ trở nên thịnh hành ở châu Âu sau đó một thế kỷ. Mọi chuyện bắt đầu từ bán đảo Ý, khi mì ống ngày càng trở nên phổ biến và người ta cần dùng nĩa để ăn món này. Vaseline ban đầu chỉ là chất cặn có tên là sáp que và các công nhân dầu mỏ phải thường xuyên vét nó ra khỏi máy bơm của giàn khoan dầu. Bằng cách nào đó, họ biết được chất này có thể chữa lành các vết xước và nứt nếu được bôi lên da. Sau đó, khi nhà hóa học Robert Cheeseborough đi tìm một loại nhiên liệu mới, ông nhìn thấy những người thợ tại mỏ dầu bôi chất thạch ấy lên da. Vì vậy, ông đã sản xuất ra một sản phẩm mới toanh với nhiều công dụng được đặt tên là Vaseline. Túi trà cũng là một vật tình cờ được phát minh. Vào đầu thế kỷ 20, người đàn ông tên Thomas Sullivan vì muốn bán trà của mình theo một cách công phu hơn người khác nên đã đóng gói trà trong những chiếc túi bằng lụa. Tuy nhiên, một số khách hàng cứ tưởng đó là cách pha trà hoàn toàn mới sẽ không gây bừa bộn. Chà, những khách hàng đó đã đúng rồi đấy. Khách hàng cũng không hiểu đúng về nước súc miệng. Ban đầu, nó được phát minh làm chất tẩy rửa các dụng cụ phẫu thuật. Tuy nhiên, mọi người nghĩ rằng sản phẩm này cực kỳ tiềm năng nên đã bắt đầu sử dụng nó cho nhiều mục đích khác nhau. Thậm chí là làm chất khử mùi vì nó có thể ngăn vi khuẩn và mùi khó chịu hoạt động. Giày bóng kính cũng là thứ mà nhà phát minh của nó không có dự định tạo ra.
một nhà hóa học người Thụy Sĩ muốn chế tạo chiếc khăn trải bàn không bị ố vàng như loại thông thường. Vì vậy ông đã thử phun một chất chống thấm nước lên một miếng vải. Sau đó miếng vải cứng lại và mảng phủ chống thấm nước bung ra. Người ta mất khoảng 10 năm để làm sản phẩm gốc sáng bóng lên và đến năm 1912, giấy bóng kính lần đầu tiên được sử dụng làm giấy gói kẹo. Kem que vốn không được cố tình tạo ra. Khoảng 100 năm trước, một cậu bé 11 tuổi đã để một cái que vào cốc nước có trộn bột soda hòa tan ở hiên nhà trong một đêm giá lạnh. Vào năm 1923, cậu bé đãng trí ngày ấy, Frank Epperson, lần đầu tiên thuyết trình về phát minh tình cờ của mình trong một công viên ở California. Không có hồ sơ nào nói về hương vị ban đầu của kem que, nhưng một vài trong số những hương vị đầu tiên đó là cherry, vị phổ biến nhất, chanh, cam, chuối, dưa hấu và nho. Những chiếc bánh quy sô-cô-la chip đầu tiên đáng ra chỉ là bánh quy sô-cô-la thông thường. Một hôm, chủ một quán trọ có tên Ruth Walkerfield hết sô-cô-la nguyên liệu nên cô quyết định thay thế bằng sô-cô-la thông thường đã được cắt thành nhiều miếng nhỏ. Cô nghĩ là nó sẽ tan chảy, nhưng không, trong cái rủi có cái may. Khoai tây lát cũng là một thử nghiệm, nấu ăn nữa đã bất ngờ trở thành một món mới. Chuyện xảy ra trong một nhà hàng sang trọng, nơi một thực khách khó chịu đã phàn nàn về chuyện khoai tây chiên của mình không đủ mỏng. Khi đầu bếp hết kiên nhẫn, ông thái khoai thành những lát mỏng như tờ giấy và chiên ngập dầu cho đến khi khoai tây có màu vàng nhạt và giòn rụm. Người thực khách nọ rất yêu thích kết quả cuối cùng, và chúng ta bây giờ cũng thế. Và có một thí nghiệm trong nhà bếp đã tạo ra pháo hoa đấy. Khoảng 2.000 năm trước, một đầu bếp ở Trung Quốc đang thử nghiệm để tạo ra các công thức nấu ăn mới. Thế là anh ta trộn một ít than, lưu huỳnh và muối diêm, những nguyên liệu phổ biến đối với nhiều nhà bếp hồi đó, và nhét toàn bộ vào một ống tre. Ống tre phát nổ và tạo ra pháo hoa. Tuy nhiên, chẳng ai biết tại sao người đầu bếp này lại muốn cho hỗn hợp đó vào trong ống cả. Sốt Worcestershire là một sản phẩm khác không được cố ý phát minh. Hai nhà hóa học người Anh John Willie Lee và William Henry Perrins đã bỏ quên vài cái thùng trong tầng hầm của hiệu thuốc trong vài năm. Hỗn hợp đầu tiên họ làm ra có hương vị quá nồng nên không ai có thể ăn nổi. Sau đó nó lên men, đến khi các nhà hóa học tìm thấy mấy cái thùng ngày xưa, họ tò mò và muốn thử. Hương vị trở nên khá dễ chịu hơn. Gia vị này được dùng để khiến những món mà ban đầu không dùng nó trở nên đậm đà hơn, ví dụ như chili con carne. Người ta nói sốt Worcestershire được sở hữu hương vị thứ 5, umami hoặc vị ngon, vì vậy nó có mùi vị đậm đà kể trên. Các mảng trên hoa lốp xe không chỉ là một chi tiết trang trí thôi đâu. Ban đầu, lốp xe có hình dạng hơi khác một chút. Nhưng khi hoa lốp mòn dần theo thời gian, các mảng này sẽ cho biết độ dày hoa lốp tối thiểu sẽ an toàn để lái xe. Máy sấy tóc mà chúng ta quen dùng ngày nay có hình dạng giống như một chiếc ghế khi nó được phát minh vào hơn 100 năm trước. Ban đầu, một phiên bản lớn có ghế ngồi, bao gồm một mũ trùm gắn vào ống khói của bếp ga. Căn hộ của tôi sẽ cần thêm một phòng để chứa thứ này đấy. Sandwich được phát minh để giữ cho tay sạch. Cách đây vài thế kỷ, Earl of Sandwich đệ tứ đã yêu cầu đầu bếp nấu một món ngon lành cho ông. Thịt và tất cả các nguyên liệu khác đều được bọc trong bánh mì, vì vậy món ăn sẽ không dây bẩn ra tay. Keo siêu dính là một khám phá hết sức tình cờ nữa. Trên thực tế, đáng lẽ nó phải là một loại nhựa mới toanh. Dù không hiệu quả trong vai trò đó, nhưng nó đã rất xuất sắc trong việc gắn mọi thứ lại với nhau. Earl Dixon đã phát minh ra băng cá nhân để giúp vợ mình làm việc bếp núc, kiểu vậy đấy. Ông không cắt hay nấu cái gì nhưng lại thấy rằng vợ mình hay làm đứt tay khi nấu ăn. Để giúp vợ dễ dàng quấn và cố định băng, ông đã dùng tới băng keo và gạc. Sự kết hợp của hai món đồ đơn giản này đã tạo ra miếng băng cá nhân mà chúng ta sử dụng ngày nay. Vào thế kỷ 19, mọi người nhâm nhi đồ uống của mình bằng các ống dài làm bằng lúa mạch đen tự nhiên. Những cái ống này mang đến hương vị cây cỏ cho mọi loại đồ uống. Marvin Chester Stone đã rất bực mình nên một hôm anh quyết định phát minh một loại ống hút mới vì đồ uống của anh ta cứ bị át mùi. Anh đã cuộn giấy thành hình ống hút và dùng sáp paraffin để dán ống lại. Loại găng tay cao su mỏng mà chúng ta biết đến ngày nay được phát minh ra nhờ những chất khử trùng. Một y tá bị dị ứng nghiêm trọng với các chất này nên bác sĩ phẫu thuật trưởng đã đặt làm cho cô một đôi găng tay. Người ta truyền tai nhau rằng Whitty xuất hiện vì tính hậu đậu của ai đó. Mọi chuyện bắt đầu vào năm 1922 với món cháo ngũ cốc thông thường mà một chuyên gia dinh dưỡng tại công ty Washburn Crosby đang nấu. Anh ấy vô tình làm đổ một chút cháo lên vành chia lửng đang nóng.
những giọt cháo đó cháy xèo xèo rồi vỡ vụn thành nhiều mảnh nhỏ. Không hiểu sao anh lại ăn thử những mảnh ấy và hóa ra vị của nó còn ngon hơn món cháo cũ kia. Còn món ăn sáng của nhà vô địch mãi về sau mới xuất hiện.